tiên tri tiết lộ chính xác 100%, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, đổi vận giàu sang. Ăn nên làm ra, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, tài lộc bủa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý tín chủ tuổi Nhâm Tý kính mến, người xưa có nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, trời đất ắt vị tư. Có nghĩa là, trời đất xưa nay vốn dĩ không thiên vị ai, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học, số có đức độ ắt thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp giữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ xấu thành tốt, thu hái lộc lá về đầy nhà, ấy là do đức năng của người đó. Mới đây nhất, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm trong vận trình của mình từ trước đó. Nhưng bước sang năm Giáp Thìn 2024, sẽ xoay chuyển vận mệnh, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, mà giàu sang phú quý hơn người. Tiền bạc ào ào kéo đến, trả sạch nợ nần, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình trong năm Giáp Thìn 2024 của quý tín chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng, diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, là 53 tuổi âm lịch và 52 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi là Nhâm thuộc hành thủy, gặp thiên can giáp của năm thuộc hành mộc là bình hòa. Năm 2024 đối với người tuổi Nhâm Tý, chủ về kinh doanh làm ăn có sự liên kết, bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng, kiên trì với công việc thì vẫn có nhiều thuận lợi, cũng không nên khinh suất chủ quan mà gặp những điều không như ý. Nếu như có dự định kế hoạch đầu tư phát triển làm ăn kinh doanh lớn, thì lời khuyên của chuyên gia là không nên vội vàng. Bên cạnh đó, quý cô cần chú ý về sức khỏe, ngoài ra tình cảm trong gia đạo không thuận hòa, chủ về hòa khí kém. Xét về địa chi. Người tuổi Nhâm Tý có địa chi Tý, gặp năm 2024 địa chi Thìn là quan hệ tam hợp. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi Nhâm Tý chủ về sự thay đổi, đặc biệt là về tinh thần, bản thân là người sống thiên về tình cảm. Công việc khi ra ngoài nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, do đó hanh thông và thuận lợi hơn. Đây cũng là năm người tuổi Nhâm Tý có những mở mang liên quan tới các liên kết làm ăn. Ngoài ra, về phương diện tình cảm gia đạo, bản mệnh năm nay nhận được tin vui về việc thêm người, thêm của. Xét về ngũ hành. Ngũ hành người tuổi Nhâm Tý thuộc hành mộc, gặp ngũ hành của năm Giáp Thìn thuộc hành hỏa là quan hệ sinh xuất. Người tuổi này, bản mệnh trong năm có sự hao tổn, sự nghiệp hay kinh doanh, buôn bán đều cần có sự kiên trì thì ắt sẽ thu được kết quả. Xét về cung phi. Người sinh năm này cung phi là khảm ngũ hành thủy, năm Giáp Thìn cung phi chấn ngũ hành mộc là thiên y. Đây là năm người tuổi Nhâm Tý có sức khỏe tốt, ốm đau, bệnh tật đều nhanh chóng khỏi, luôn có sự đổi mới trong công việc và được vận quý nhân hỗ trợ trong công việc. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, trong năm Giáp Thìn này đối với quý cô tuổi Nhâm Tý thì đây là một năm vô cùng may mắn. Quý cô không gặp phải biến cố gì lớn trong cuộc sống, hơn nữa sự nghiệp cũng như công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công. Có thể nói, đây là thời điểm thu hoạch sau khoảng thời gian dài cố gắng từ những năm tháng trước đó. Sao chiếu mệnh. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, gặp hạn thiên la. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi.
vận niên năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý năm này gặp vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn, về với no đủ. Do vậy vận niên năm này là một năm vui vẻ, hạnh phúc, nhiều thức ăn. Năm này cầu gì được nấy, tài lộc, quan chức đều được, năm này mọi việc đều thành công rực rỡ. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 là 53 tuổi âm lịch, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Xét về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp của quý cô sẽ đạt được những bước tiến nhanh chóng. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của quý cô tạo thành. Trong năm này các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích cho quý cô tuổi Nhâm Tý không ít trong khoảng thời gian này. Quý cô được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, điều quan trọng là phải nhanh chóng nắm bắt, không nhường cho ai. Quý cô cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh, quý cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, quý cô tuổi Nhâm Tý đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời địa lợi nhân hòa, lại có thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường chỉ lối, cho nên quý cô tuổi Nhâm Tý cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, bỏ ra bao nhiêu công lao thì nhận về bấy nhiêu thành quả, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Trong thời gian này, mọi dự định, kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi. Chỉ cần quý cô luôn nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý, sẽ giàu có. Trong năm này, đối với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, quý cô luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tận tụy trong công việc. Bằng tài năng thiên bẩm và ý chí vững vàng, mọi nhiệm vụ được giao đều đạt kết quả xuất sắc nhất. Chính vì thế, quý cô vừa nhận được sự kính nể từ đồng nghiệp, vừa được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều công việc quan trọng. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp trong tầm tay, tương lai ngày càng sáng lạn, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương và có thể nhận được những mức đãi ngộ đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Quý cô có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Có thể thấy, năm này với quý cô tuổi Nhâm Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, quý cô cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân thấy chướng tai, ngứa mắt mà gây hại mình. Trong năm cũng có ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh, làm cho quý cô cũng gặp phải những kẻ tiểu nhân, những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà quý cô đạt được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín. Điều mà quý cô cần làm là bình tĩnh ứng phó, cần phải mềm dẻo, khéo léo hơn trong xử lý, đồng thời chú ý mở rộng, cải thiện các mối quan hệ xã giao của mình tốt hơn. Xét về vận trình tài lộc của quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Nhâm Tý bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, về phương diện tiền bạc có thể coi là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất. Quý cô cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong vận trình tài lộc của mình. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp cho quý cô luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Vận trình tài lộc được nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư, mở rộng về quy mô kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu cho mình. Nhờ vào ý chí phấn đấu, khát khao làm giàu mạnh mẽ, quý cô tuổi Nhâm Tý trong năm này sẽ cầu được ước thấy. Thành công vượt bậc trong sự nghiệp sẽ mang đến mức lương khiến nhiều người phải mơ ước. Nhờ đó cuộc sống của quý cô tuổi này ngày càng trở nên giàu sang, phú quý. Những người kinh doanh,
Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý cô tuổi Nhâm Tý cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với các lĩnh vực mới. Quý cô cũng rất có duyên được quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài, cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có, nếu biết nắm bắt thì lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Đặc biệt, người làm trong ngành bất động sản có cơ hội thắng lớn, nếu biết tận dụng những cơ hội vàng trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời, thì quý cô sẽ bội thu về tiền tài, của cải. Năm này quý cô sẽ có một năm nhiều may mắn, buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên. Vì thế quý cô nhanh chóng trở nên giàu có, nhờ vào những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc kinh doanh, buôn bán. Trong năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý về tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Quý cô cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính thật chặt chẽ để tránh tình trạng chi tiêu lãng phí, hao tán tiền bạc không đáng có. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Nhâm Tý cũng khá tốt, xuất hiện nhiều điểm sáng. Tình cảm vợ chồng biết thương yêu, trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy, đôi bên có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh cao. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Quý cô là người vợ đảm đang của gia đình, luôn yêu thương chồng con, nên gia đình lúc nào cũng rộn ràng niềm vui và tiếng cười. Đối với quý cô đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, ngũ hành tương sinh giúp cho quý cô có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Quý cô sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể, thông qua những buổi gặp mặt này, quý cô sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Ở độ tuổi này, quý cô tuổi Nhâm Tý đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với quý cô tuổi này. Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Đáng tiếc là về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Nhâm Tý trong năm này lại không quá lạc quan cho lắm. Đối với quý cô tuổi Nhâm Tý trong năm này, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, quý cô cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn. Quý cô nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, lúc này đang là giai đoạn mắc nhiều bệnh tật. Đối với những người có tiền sử về bệnh di truyền trong gia đình hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì càng phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Trong năm này đối với quý cô tuổi Nhâm Tý đang chịu ràng buộc của hạn thiên la, cho nên quý cô cần đặc biệt lưu ý dễ phát sinh tâm bệnh, quỷ ma quấy phá, tâm lý bất an, mặt mày xây sẩm, bệnh cũ dễ tái phát và có nguy cơ bị biến chứng khá nặng và rất nguy hại tới tính mạng. Đồng thời, sự xuất hiện đồng thời của hai sao Bạch Hổ và Tang Môn trong năm nay sẽ đe dọa đến sự an toàn sức khỏe, nếu không giữ gìn, dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra quý cô trong năm này cần thường xuyên thăm khám sức khỏe tổng thể và chăm chỉ ăn kiêng, luyện tập thể dục, thể thao, duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, quý cô cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý cô. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Trong năm Giáp Thìn 2024, số của quý cô tuổi Nhâm Tý rất hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào xuất hành vào những ngày, giờ nói trên chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tý gồm các khung giờ sau.
Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tý. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, Tỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Nhâm Tý. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Tý, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 gồm các tuổi sau. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Giáp Thân, sinh năm 2004, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Kỷ Sửu, sinh năm 2009, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không? Tam Tai năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý gặp Tam Tai vào các năm Thân, Tý, Thìn. Năm này là năm Thìn, quý cô sẽ phạm Tam Tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý sẽ phạm Kim Lâu, Kim Lâu xúc. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý trong năm này không phạm Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, quý cô không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Thiên La và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sự tác động của hạn Thiên La đối với quý cô tuổi Nhâm Tý trong năm 2024. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng.
Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la đối với quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Sự tác động của sao Thái Bạch đối với quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 2024. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc, tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân tích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân, thì dưới góc độ tâm linh nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tổng thể con đường tài lộc của quý cô tuổi Nhâm Tý tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, quý cô tuổi Nhâm Tý chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh quý cô là nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Trong tháng này công việc của quý cô tuổi Nhâm Tý có chút xáo trộn, quý cô cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Nếu có công việc quan trọng và gặp khó khăn thì quý cô nên tham khảo thêm ý kiến của những người thân, bạn bè xung quanh, không nên tự ý một mình quyết định, bạn bè và người thân vẫn luôn ở bên, sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ. Ngoài ra, trong tháng này tình hình sức khỏe tốt, tình duyên sẽ đến trong thầm lặng. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 2 âm lịch này, quý cô tuổi Nhâm Tý bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên khóc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận những tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình, kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực.
phương diện tài lộc có dấu hiệu lao dốc, có thể sẽ phải chi tiêu nhiều, ngoài những nhu cầu thiết yếu, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại, còn có các mối quan hệ xã giao, cũng như chi phí học hành của con cái, quý cô cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương của công ty. Tinh thần suy sụp và thiếu ý chí chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Quý cô tuổi Nhâm Tý nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tháng này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc của quý cô tuổi Nhâm Tý khá vượng, dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh, giúp quý cô vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Trong tháng này, quý cô tuổi Nhâm Tý có thể nhận được nhiều cơ hội tốt ở nơi làm việc. Đối mặt với khó khăn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, hãy cố gắng mở rộng mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, quý cô cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Quý cô nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước vào tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tý có tài lộc bình thường trong tháng này, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biến cố phát sinh. Vận trình tình cảm phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, các quý cô tuổi Nhâm Tý không phải vất vả nhiều, mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Quý cô thường tự biết cách chăm sóc gia đình của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Nhâm Tý trong tháng này có phần sa sút. Do ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Cục diện Tý Ngọ tương xung có thể khiến cho quý cô tuổi Nhâm Tý vướng phải một số chuyện thị phi, quý cô cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Vì vậy, quý cô tuổi Nhâm Tý nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Với quý cô tuổi Nhâm Tý trong tháng này gặp cục diện Tý Mùi tương hại, công việc có nhiều áp lực, mưu cầu công danh sự nghiệp không được như ý. Quý cô cần tham khảo những ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm, cũng cần đọc nhiều sách để tham khảo và cố gắng thoát ra khỏi giai đoạn hoang mang này. Tình hình sức khỏe của quý cô tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá, phá hoại, quý cô có thể bị ốm bệnh hay bệnh cũ tái phát, cơ thể mệt mỏi do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tý lại có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh giúp cho vận trình của quý cô gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc dư giả, có thể đầu tư sinh lời. Trong tháng này, quý cô tuổi Nhâm Tý gặp được tháng có ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh, sẽ giúp cho quý cô có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội. Quý cô có thể hợp tác với những đối tác, khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của mình, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Về phương diện sự nghiệp của các quý cô tuổi Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch này lại không tốt lắm. Một số chuyện không vui có thể xảy đến nhưng bản mệnh vẫn nên giữ thái độ lạc quan và tích cực. Trong gia đình, dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Sức khỏe cũng không tốt, bệnh cũ dễ tái phát. Thông thường, quý cô nên tăng cường cơ thể và tập thể dục, không nên ngồi hay nằm một chỗ lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, tài lộc tháng này vẫn khá tốt. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Đối với quý cô tuổi Nhâm Tý bước sang tháng 9 âm lịch, vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi. Đây là lúc quý cô thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình. Có thể đạt được những bước đột phá lớn trong công việc, trước những thay đổi đột ngột của cuộc sống, quý cô phải có khả năng thích ứng kịp thời.
quý cô cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Về vận trình tài lộc cũng tương đối tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô thoải mái và yên tâm hơn với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tháng này không thích hợp cho việc cưới hỏi hay biến cố lớn về mua nhà, mua xe nếu không có thể xảy ra những điều không may mắn. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tử vi cho thấy, với các quý cô tuổi Nhâm Tý trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Tài lộc có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Nhâm Tý được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, quý nhân phù trợ, giúp cho quý cô thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Tháng gặp thái tuế án ngữ, quý cô tuổi Nhâm Tý cần chú ý an toàn cho bản thân, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao, kéo, đồ vật bằng kim loại. Vì vậy, khuyến cáo những người tuổi Nhâm Tý nên cẩn thận trong sử dụng các vận dụng hàng ngày và tham gia giao thông để tránh làm tổn hại đến thân thể. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Nhâm Tý có phần khởi sắc rõ rệt. Với sự trợ giúp của các cát tinh, giúp cho quý cô có được tiền bạc rủng rỉnh. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của người có tri thức đi trước. Đồng thời quý cô tuổi Nhâm Tý có công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý cô có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Không những vậy, những người kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, lợi nhuận cũng tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Về cơ bản quý cô không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc nhiều. Ngoài ra, quý cô cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.